các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về quân bàn cờ và bàn cờ vua. Thứ nhất là bàn cờ vua có 8 hàng được đánh dấu bằng các số từ hàng 1 đến hàng 8. 8 cột được đánh bằng các chữ cái từ A đến H, bao gồm các cột A, B, C, D, E, F, G, H. 8 hàng và 8 cột kết hợp với nhau thành 64 cờ có màu sắc màu trắng và đen xen kẽ. Ô màu trắng thì được gọi là ô trắng và ô có màu đen thì được gọi là ô đen. Sau đây tôi xin giới thiệu về vị trí của các quân sắp xếp trước khi bắt đầu một ván đấu. Đây là hai quân xe, mỗi bên sẽ có hai quân xe và vị trí của quân xe sẽ là ở góc bàn cờ. Đây là hai quân mã, vị trí của hai quân mã sẽ là ở cạnh hai quân xe. Đây là hai quân tượng sẽ ở cạnh hai quân mã. Và mỗi bên sẽ có một vua và một hậu. Người ta quy định vua thì sẽ đứng ở cột E và hậu đứng ở cột D. Với những bạn chưa biết chữ thì có thể có một cái cách nhận biết như sau. Đó là hậu trắng đứng ở ô trắng và hậu đen thì đứng ở ô đen. Mỗi bên sẽ có 8 quân tốt được xếp ở hàng trên cùng của tất cả các quân. Như vậy tổng cộng là có 32 quân cờ và 64 ô cờ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về cách đi của các quân. Đây là quân vua. Quân vua là quân quan trọng rất nhất bàn cờ và tất cả các quân đi đều có mục đích là để bảo vệ quân vua. Quân vua đi được các ô xung quanh nó. Đây là các ô mà quân vua có thể đi khi đứng ở vị trí này. Và nó không trèo được qua đầu các quân khác. Khi ở vị trí này, nếu như con tốt chưa đi hoặc không có quân tượng thì quân vua có thể đi được. Nếu các con thì nó sẽ không chuyển qua đầu được. Đây là quân hậu. Quân hậu sẽ đi tương tự như quân vua là đi ngang, đi dọc, đi chéo. Nhưng nó cũng không nhảy được qua đầu quân của mình. Nó có thể ăn được con tốt này. Đây là quân xe. Quân xe đi ngang, đi dọc. Nó cũng không nhảy qua đầu được quân của mình nhưng nó ăn được quân. Đây là quân tượng. Mỗi bên sẽ có một đôi tượng. Thì một đôi tượng sẽ là một quân tượng đứng ở ô màu trắng và một quân tượng đứng ở ô màu đen. Tượng đi từ trên đường chéo cùng với màu của nó. Ví dụ như tượng đứng ở ô trắng sẽ đi theo đường chéo. Tượng có thể đi đến xa nhất có thể, nhưng nó lại không đi được qua đầu quân này. Không đi được qua đầu quân này. Còn đây là quân mã. Quân mã là quân duy nhất trên bàn cờ có thể nhảy qua đầu quân của mình hoặc quân của đối phương. Quân mã đi hình chữ L như sau. Đây là quân tốt. Quân tốt là quân duy nhất trên bàn cờ mà đi một hướng là đi thẳng nhưng lại ăn chéo. Đi thẳng ăn chéo. Với vị trí ban đầu xuất phát, tốt trắng ở hàng 2 và tốt đen ở hàng 7 thì các quân đều có thể, quân tốt có thể đi được hai nước hoặc có thể đi được một nước. Nếu đi hai nước hay đi một nước ở nước đầu tiên thì nước sau họ chỉ được đi một nước. Và nó ăn chéo. Trên đây tôi vừa giới thiệu với các bạn về cách đi của các quân trên bàn cờ.
chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi xin hướng dẫn giới thiệu với các bạn về quân tốt và những khả năng đặc biệt của quân tốt. Các quân khác trên bàn cờ thì có thể đi tiến và đi lùi, nhưng với tốt thì chỉ có thể đi tiến. Tốt trắng thì tiến dần đến hạng số 8 và tốt đen thì sẽ tiến dần đến hạng số 1. Ở vị trí ban đầu, nước đi đầu tiên của bên trắng là hạng 2 thì tốt trắng có thể lựa chọn đi 2 ô hoặc 1 ô. Nhưng ở nước thứ hai thì sẽ chỉ đi được 1 ô 1. Với tốt đen thì ở hạng số 7 có thể đi 2 ô. Sau đó thì 1 ô hoặc có thể đi 1 ô. Các quân khác trên bàn cờ thì thường là sẽ đi thẳng ăn thì sẽ ăn thẳng, đi chéo sẽ ăn chéo. Nhưng với tốt, với quân tốt thì nó lại có cách đi khác, tức là đi thì đi thẳng nhưng ăn thì lại ăn chéo. Ví dụ đi lên đây, nó có thể ăn được con tốt đen và tốt đen cũng có thể ăn được nó. Tốt là quân có ít điểm nhất trên bàn cờ và đôi khi bị coi là quân yếu nhất trên bàn cờ. Thế nhưng khi quân tốt tiến đến hàng ngang cuối cùng của đối phương thì sẽ có khả năng đặc biệt, đó là phong cấp tốt. Tốt trắng thì khi đi đến hàng ngoài cuối cùng là hàng số 8 thì sẽ có thể phong được quân hậu hoặc quân xe hoặc quân tượng hoặc là quân mã. Còn với tốt đen thì khi đến hàng 1 cũng có thể phong cấp thành một trong 4 quân này. Ngoài ra thì tốt còn có khả năng đặc biệt nữa, đó là ăn tốt qua đường. Ăn tốt qua đường diễn ra khi nào? Khi tốt trắng đứng ở hàng số 5 và tốt đen thì đứng ở hàng số 4. Và khi tốt trắng đứng ở hàng số 5 mà tốt của bên đen từ vị trí xuất phát là hàng số 7 đi một nước đầu tiên lên 2 ô, sau đó đứng cạnh quân tốt trắng, thì lúc này tốt trắng có thể ăn qua đường, ăn tốt đen qua đường và nước ăn quân cũng như thông thường, ăn chéo như thông thường. Tốt trắng từ hàng số 2 là xuất phát đi lên 2 ô, sau đó đứng cạnh quân tốt đen thì tốt đen có thể ăn được qua đường như thế này. Trên đây tôi vừa giới thiệu với các bạn về quân tốt và những khả năng đặc biệt của quân tốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn thế nào là chiếu và thế nào là chiếu mát, hay còn gọi là chiếu hết cờ. Đây là mục đích lớn nhất của tất cả các kỳ thủ, chỉ để bắt được vua của đối phương. Bị chiếu khi vua nằm trên đường tấn công của quân của đối phương. Trong trường hợp này, ví dụ đưa quân xe đi xuống A8 thì con xe này nó đang tấn công con vua đen, và như thế này thì gọi là chiếu. Như thế này, tượng đi lên G5 đang tấn công quân vua trắng, như thế này người ta gọi là chiếu. Hoặc quân tượng đi xuống đây mình gọi là chiếu. Và khi bị chiếu thì người ta có 3 cách để đối phó với nước chiếu này. Một là dùng quân ăn quân đang chiếu chúng ta. Hai là chúng ta có thể dùng quân khác chắn cái đường chiếu đó. Và thứ ba là chúng ta có thể chạy vua. Đây là cách chống đỡ ba nước chiếu, ba cách để chống đỡ lại nước chiếu. Và khi bị chiếu mà không còn nước để chạy thì người ta gọi là chiếu hết cờ, hay còn gọi là chiếu mát. Trong trường hợp này, xe đi xuống A8 tấn công quân vua, và đây gọi là chiếu. Và khi vua này không còn nước để chạy, ví dụ vua sang bên này thì xe vẫn đang tấn công, vua sang bên này xe vẫn đang tấn công, và vua không thể đi lên hàng trên này do vua trắng đang kiểm soát. Khi vua không còn đường để chạy nữa thì chúng ta gọi là chiếu mát.
Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn một vài các cái thế cờ chiếu mát căn bản.